Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Trần Hưng Đạo được nằm trong cuốn sách Doanh Nhân. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Trần Nhân Tông được nằm trong cuốn sách Doanh Nhân. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review nghề thợ mỏ. Trên cái bức ảnh của mình đang cầm đây sẽ có hình ảnh của hai người thợ mỏ đang làm việc ở dưới hầm mỏ, đội một chiếc mũ với một cái đèn. Trong cái công việc mà của người thợ mỏ làm thì luôn luôn làm trong những cái môi trường tối tăm và thiếu oxy, và cũng tiềm ẩn rất nhiều cái nguy cơ mà ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Trên tay mình đang cầm đó có cái hình ảnh hai chú thợ mỏ được đang cầm cái chiếc máy khoan để khoan lấy những cái than và những cái tìm được những cái khoáng sản quý giá. Trần Nhân Tông, vua Trần Nhân Tông tên húy là Trần Khâm, sinh năm ngày 7 tháng 12 năm 1258, ngày 14, mất ngày 14 hoặc ngày 16 tháng 12 năm 1308. Lúc nhỏ còn có tên là Nhật Tôn hay là Kim Phật. Ông là vị hoàng đế thứ 3 của vương triều Thần, triều Trần trong lịch sử Việt Nam, con trai trưởng của Trần Thánh Tông và hoàng hậu Thiên Cảm. Hoàng hậu Thiên Cảm là con gái Trần Liễu, chị gái của Trần Hưng Đạo và Tuệ Trung Thượng sĩ Trần Tung, có người có khả năng nhiều ảnh hưởng đến tư tưởng tôn giáo của Trần Nhân Tông về sau. Là con trai trưởng của vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông đã được truyền ngôi vua vào tháng 11 năm 1278, khi ông chưa đầy 20 tuổi. Vị hoàng đế trẻ tuổi sớm phải đương đầu với hiểm họa xâm lược từ đế quốc Vương Mông. Nguyên hùng mạnh ở phương Bắc, đứng trước nguy cơ mất nước, vị vua trẻ băn khoăn, suy nghĩ, trăn trở, canh cánh trong lòng. Nếu đánh, e rằng không có sức chống lại, lo sợ dân chúng vì cuộc chiến này mà đau khổ lầm than. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Trần Thủ Đọ được nằm trong cuốn sách Doanh Nhân. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Trương An Thế được nằm trong cuốn sách Doanh Nhân. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review nghề thợ lặn. Bức ảnh này được vẽ với cái hình ảnh của người thợ lặn đang mặc một cái chiếc bộ quần áo chuyên dụng cho cái thợ lặn. Trên đằng sau lưng sẽ có đeo một cái bình dưỡng khí, và đằng trước sẽ có một cái ống thở được nối với cái bình dưỡng khí. Người thợ lặn này cũng rất là giỏi bơi lội dưới nước, và có cái công việc, nhiều người thợ lặn sẽ có công việc đó là nghiên cứu, tìm ra những cái sinh vật và quay ảnh, quay cảnh, quay các clip ở dưới mé, dưới nước, quay những cái sự phát triển của các loài cá, loài sinh vật ở dưới biển. Trương An Thế là tự nhủ là đại thần vào thời Tân Hán. Ông tận tâm tận chức, là người khiêm trung trung hậu. Trương An Thế còn trẻ đã từng đảm nhiệm chức quan lang, sau này là người trung hậu nên được đại tướng quân Hoắc Quang trọng dụng, nhậm chức sai kỵ tướng quân, trung tín cẩn thận, chuyên cần chính sự, không quản ngày đêm. Hoắc Quang qua đời, các đại thần trong triều tiến cử Trương An Thế làm Quang Lộc Huân, hoàng thượng cũng muốn trọng dụng cha con họ.
Trương Ân Thế hiểu rõ đạo lý chi túc bất nhục, chi chỉ bất đãi, khả dĩ trường cửu, biết rằng nếu như phóng túng tham lam, không biết thỏa mãn dục vọng, sớm muộn gì cũng đưa đến nhục nhã cùng tai họa. Cho nên khi ông nghe nói hoàng thượng còn muốn sai quan tiến chức cho mình thì rất không dám nhận, liền cầu kiến hoàng đế, khấu đầu nài xin, nói rằng bản thân không đủ khả năng đảm nhiệm quan vị trọng yếu như thế, hy vọng hoàng thượng bảo toàn tính mệnh cho mình. Hoàng thượng cười nói, ngươi quá khiêm nhường, nếu ngươi mà không làm được thì ai làm được? Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Trương Đình Ngọc được nằm trong cuốn sách Danh Nhân. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Trương Lương được nằm trong cuốn sách Danh Nhân. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review nghề thợ cắt tóc. Nghề thợ cắt tóc này nhiều không phân biệt dù là nam hay là nữ đều làm được cái công việc đó là thợ cắt tóc. Cắt tóc sẽ cắt nhiều bạn sẽ cắt tóc cho trẻ con, trẻ em, nhiều người sẽ cắt tóc cho nữ và nhiều người cũng chỉ chuyên cắt tóc cho nam. Với cái người thợ cắt tóc thì họ sẽ có đôi bàn tay rất khéo léo, cầm những chiếc kéo múa rất là điêu luyện. Họ có thể tạo nhiều kiểu tóc khác nhau và sẽ làm những cái kiểu tóc được đẹp nhất và sẽ không làm cho cái mái tóc của chúng ta, và sẽ tư vấn cho chúng ta một cái kiểu tóc hợp với cái khuôn mặt của chúng ta nhất. Trương Lương là người nước Hàn, tên tự là Tử Phòng, tổ tiên năm đời là Khanh Sĩ. Một buổi chiều nọ, Trương Lương đi dạo trên bờ sông, nhìn thấy một ông già. Ông già làm rơi chiếc giày xuống cầu, bèn gọi Trương Lương, cậu nhỏ hãy nhặt chiếc giày cho ta. Trương Lương thấy ông già có tướng tiên phong đạo cốt, biết không phải là người thường, bèn bước tới cung kính nhặt chiếc giày kia tay dâng lên cho ông già. Ông lão xỏ giày đi được vài bước rồi lại làm rơi nữa. Ông lại gọi Trương Lương nhặt giùm, cứ thế ba lần.